Ok, đầu tiên thì chúng ta đến với bạn Lê Thu Hà. Lê Thu Hà đâu nhỉ?
của bạn Nguyễn Diệu Phương. Thank you.
hết đi năm sau cuộc đời. Để anh được thấy em luôn bên mình. Hãy luôn siêu chỉ đầy nhé. Không có thân mình nữa. Một hai chút.